Tiếp tục công việc anh chị ơi. Lô đất này chỉ cần xây 2 lầu 1 trệt thôi, nhưng mà chỉ có 2 tỷ 6 anh chị nhá. Một cái vị thế mà gần Thủ Đức. Trước đây thành phố Di An, đường trước đất này. Đất mình này, lô này. 66 mét anh chị, chính xác là 65,5 ha, 65,5 anh chị. Cái đường này rải nhựa thì 7 mét, vỉa hè mới lên 3 mét là 13 mét tổng. Phía dưới đó quý anh chị thấy không? Xây nhà quá rời rồi. Trước đây phường Bình An, thành phố Di An. Đó, em zoom lên cho anh chị mình xem nhá. Đây, đấy. Đó, quý anh chị theo. Toàn nhà lầu đẹp nhá, khu dân cư đẹp á. Chỗ đây gần Thủ Đức, kế bên Thủ Đức luôn. Anh chị nào cần tìm lô đất gần làng đại học Thủ Đức này, gần Thủ Đức này, thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. Và vị trí chỗ đây là phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và lô đất ngày hôm nay em mang tới anh chị mình lô này. 2 tỷ 6 là một mức giá rẻ của anh chị. Ở trong khu này mặt bằng chung nhá, em đang nói mặt bằng chung với những cái thế đất kiểu như thế này thì nó loanh quanh khoảng 2 tỷ 8, 2 tỷ 9 thì nó cũng tùy theo lô, tùy theo chủ bán. Nhưng mà lô này hiện trạng bây giờ thì em nói với anh chị xin thưa là rẻ nhất trong khu này, cam kết với anh chị luôn. 2 tỷ 6 là hiện 65 mét là giờ lô này là rẻ nhất quý anh chị nhá. Ngoài ra em vẫn đang còn một lô nữa là 2 tỷ 7 cơ. Đấy. Thì lô này rẻ hơn, em quay lô này cho anh chị mình xem. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình xuống xem thực tế, rồi em có thể dẫn anh chị mình đi xem thêm một số lô khác ha, để anh chị tham khảo. Chỗ đây thì được cái nó gần quốc lộ 1K, và đây là khu dân cư Phú Hồng Thịnh 9 quý anh chị nha. Đấy. Vỉa hè chỗ này thì 3 mét, điện nước đầy đủ, anh chị vào là xây nhà thôi. Đó. Lô này thì nó cũng có một cái thế đẹp là nó không có vướng gì quý anh chị này. Đây, cái vỉa hè 3 mét quý anh chị theo. Đó. Không vướng gì anh chị nha. Đó. Với chiều dài lên tới hơn 15 mét một chút xíu. Lô này là 65,5 mét thổ cư full, ngang 4, dài 15 xin lỗi anh chị, 16,5, tại vì là 65,5 mét mà. Lô này 65,5 mét, ngang 4 mét, dài 16,5 mét. Đó, hướng Tây Nam, anh chị nào Tây Tứ Trạch nha, lô này Tây Tứ Trạch hợp. Và ở đây thì chỉ cần xây 2 lầu 1 trệt quý anh chị nha, là hoàn công nha. Đó, xây 2 lầu 1 trệt là hoàn công. Đó, xây thoải mái, giấy phép đầy đủ hết rồi quý anh chị, vào là xây thôi anh chị nha. Đó, với một cái thế đất đẹp, nằm trên một con đường thông bản cờ trong khu dân cư, một cái vị trí bám quốc lộ 1K 200 mét, qua làng đại học. Nếu mà chạm đất làng đại học thì không tới 1 km, còn nếu anh chị mình vào trung tâm làng đại học thì loanh quanh khoảng 2 km anh chị nhá, trung tâm luôn á, trung tâm làng đại học là khoảng 2 km. Còn nếu mà anh chị mình chạm đất Thủ Đức á, thì nó chỉ loanh quanh khoảng 3 km thôi ha. Còn nếu mà tới cầu vượt Linh Xuân á, ngay chỗ đầu đường Phạm Văn Đồng á, thì 5 km chính xác. Thông tin em Hải đưa là đúng đủ, chính xác, minh bạch, công khai trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Anh chị nào mà đã từng mấy năm qua đã từng theo dõi kênh của em Hải thì anh chị sẽ biết ha, em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đấy, thì thông tin em đưa lên đây là đúng đủ, chính xác, minh bạch và công khai hết cho anh chị mình luôn. Tại vì cái em mong muốn á là tìm đúng anh chị phù hợp. Đúng không ạ? Phải phù hợp với anh chị nhá. Đỡ mất thời gian anh chị mà cũng đỡ mất thời gian của em. Đấy. Thì em biết là anh chị cũng rất là bận nên là em phải đưa thông tin nó phải đầy đủ hết, công khai hết. Giá cả, giá thì 2 tỷ 6 vẫn còn thương lượng anh chị nhá. Anh chị muốn gặp chủ cũng được ha. Chủ ở Di An luôn, ở trung tâm hành chính Di An, anh chị mình muốn gặp chủ cũng được, hoặc anh chị xuống xem anh chị mong muốn ra nào cứ nói với em Hải, em Hải sẽ làm việc cho. Đấy, giá cả thì thoải mái anh chị ạ, mình còn thương thảo anh chị nhá. Cái quan trọng nhất là anh chị phải thấy phù hợp và có phù hợp với túi tiền, vị trí hay là với cái thế đất như thế này, ABCXYZ rồi hướng, nói chung là nhiều lắm quý chị. Còn tất cả bất động sản em Hải review là sổ riêng, mua là đi công chứng sang tên, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Đấy, cái này lô này sổ riêng quý chị nhá, hỗ trợ ngân hàng thoải mái hết luôn. Đó. Rồi anh chị nào thấy phù hợp thì mình nói chuyện thêm anh chị nhá. 65,5 mét, 2 tỷ 6 thương lượng. Đó, hướng Tây Nam. Rồi. Rất cảm ơn toàn thể quý anh chị đã đón xem hết video của em Hải, rất là trân trọng và biết ơn. Rồi em xin chào. Như ơi.